hai ngày ngày cả nhà, nếu mới về giờ đây tối rồi không về nhà mấy ngày con nó con kéo ăn cũng được cả nhà ơi. Tôm nữa hả?
mới đây hai con tôm lủng cái một, hai con tôm lủng hai cái một hết rồi, con muốn bún ăn vô nha, nó hơi nguội rồi con tự muốn bún ăn nha. Thịt heo quay đó, ăn ha. Đây mà con có thịt mỡ không? Thịt heo quay có mỡ. Cũng đây. Lẹo có heo quay nữa. Có nhận chỗ để, nhận chỗ không? Mời thêm mời cả nhà thưởng thức chứ. Hai cha con ăn nha, uống nước lèo. Về ăn uống riêu mà không uống riêu, giờ ăn uống nước lèo cả nhà. Uống nước lèo sóc trăng. Ủa đặc sản sóc trăng là nước lèo. Đặc sản sóc trăng là uống nước lèo, bánh bía. Chuột tự múc ăn nha. Ngon không? Ngon. Ăn xong rồi hai mẹ con, ba mẹ con đi về tắm rửa, nó có hù ở nhà. Đi chơi nữa hả? Chơi đâu? Chơi không có chuẩn bị. Quên, nó chuẩn bị nhớ buồn sữa. Sữa hả? Nhà con có hình như hai hộp hay gì à? Thôi về nhà uống hai hộp nó đỡ đi rồi mai đi tiệm mua ha. Hả là cái tiệm mua sữa luôn, để coi về nhà còn tiệm thì ghé mua luôn để mai quên. Ôi quên sáng nó còn đi học nữa. Vậy hồi ghé đi mua sữa nữa. Mua sữa để đi học. Ừ. Sẵn mua luôn. Mua gì? Sữa. Ừ. Mất công gai vô xà. Ừ. Ngon chuột. Ăn bún chứ chuột. Bún ăn vô coi. Ăn kèm với thịt đồ ăn đồ không không à. Hồi bún ăn không nè. Cũng uống chữa hao quá cả nhà ơi. Một ngày một lớp cửa. Tính mua thùng cho nó mà không là chưa có tiền mua thùng thùng mua lớp không. Chọn là sữa giấu thì nó ít uống. Để gắn cho lãnh lương, gắn cho lãnh lương mà mua cho nó thùng sữa. Rồi ăn con chưa không cho mẹ đứng tiền. Thì mẹ tính rồi ăn chưa xong nó không cho mình tính tiền. Con chưa xong con đứng tiền về nhà ba xong mẹ đứng tiền. Trời nó bệnh miệng em lại nó phát tay với cô rồi. Bữa nay lại quán chị là nó ít rồi đó. Hôm qua nó đi ghé ăn phở quán kia kìa. Trời ơi nó sai cái bà chủ. Nó ghé mà thấy nheo quá trời. Lát nó vô cái đầu nó kêu cô ơi cho con tôi phở bồi viên. Xong cái đồng hồ mà bà làm lâu quá đầu lát nó ghé cho con tôi phở bồi viên. Nó ghé bà chừng nào bà đem ra rồi. Xong rồi ra cái đầu bà đem cái tô cái nó cho con cái chén nhỏ như nãy vậy đó. Thôi con ăn cái tô nó có cái chén nhỏ vậy đó. Đổ cho người thấy vậy. Nó ăn cái tô cái nó kêu cho cái chén nhỏ. Bà đem vô cho cái chén nhỏ nó mới ăn được có hai muỗng kia đó cho con chén bồi duyên cho nó đi. Cho con chén bồi duyên nữa đi. Dạ rồi chén bồi duyên rồi. Xong rồi con quay lại cái đậu xong nó mới ăn có muỗng hai muỗng đi. Cho con mấy ly trà đá đi. Bà nói trời ơi nó nhỏ mà nó bay. Không ai gì nói vậy. Thôi ăn lẹ đi đi về cậu hết mẹ bỏ lại với cô chú quán mẹ đi về á. Chứ mẹ với cha về mẹ chị ba ăn xong rồi mà con chưa xong nè. Nè, ăn chậm là bỏ lại đó. Ăn chậm bỏ lại vô chén kìa chịu không? Làm nó sạch tô luôn nè cả nhà. Hồi nãy là trước khi đi ở nhà bên nhà nội, bên nhà bà nội là trước khi đi làm một chén bún rồi mà ăn chưa đã. Hết bún rồi. Nhà bà dì qua nhà ăn. Ăn được nhà bà dì hết bún rồi, cái bà dì có không có một chén ăn chưa đã rồi bà dì đi về rồi xong cái đầu nó đòi đi ăn thêm. Bà dì đòi đi ăn thêm ở đây đi ăn thêm đó mà ăn ra kìa. Trời ơi. Cô chủ quán bà dẹp rồi kìa. Ăn hết rồi đó, bà đám bán hết trơn rồi đó, con ăn lẹ đi đi về. Về nhà còn tắm rửa nữa, đi rửa nữa. Húp luôn, trời, chị cho lẩu húp luôn. Trời ơi, con trời, đói cả nhà. Trưa nay ở bên nhà nội không ăn cơm. Ơ trời ơi, con tung. Ngon không mà con ăn dữ vậy? Giác chữ luôn rồi các bạn ơi, chuột ăn giỏi quá các bạn ơi, còn nữa thôi. Thôi đi ngặt rồi đợi nhấn nách. Ngon ngon nhấn nách rồi. Rồi thôi ha. Chưa tính tiền con ơi. Đó, gọi tính tiền cho con tính đi. Xong chưa? Ăn xong rồi.
Rồi chị con đâu, con có tiền không, con lại con trả cô đi. Không, con muốn cái tiền. Rồi đem cái tiền đó đi, nó kêu cái tiền đó. Hỏi nó có tiền không? Kìa, cô hỏi con có tiền không kìa. Không, mẹ trả tiền cho con đi. Sao mẹ trả tiền? Thôi đây mẹ, trả tiền cho cô đi. Rồi con không nói cho cô nghe coi. Con ngon nhất nước rồi, tôi muốn tiền nữa. Con có tiền nước nữa kìa. Trả đi, trả tiền cho cô đi, cô đợi kìa. Trời ơi, 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 chắc cái hồi đắp cho cái này quá. Bà mẹ nó lại nữa chai chắc nó đi nó kẹo. Ai mới bà lớn mày. Mới bà lớn mày còn dám kẹo con nữa kìa. Hốt liền để hồi dừng lại nữa trời ơi. Ê, ê, bỏ ra không. Để vô cái này không phải đồ chơi con. Không. No lắm rồi, đi về đi. Thôi đi về đi. Rồi được rồi, được rồi. Mẹ con cảm ơn cô đi, cô tháo tiền rồi đi về nè. Rồi chào cô, con về. Đi chào hai cô, con về đi. Chào ba cô, con về. Chào ba cô, luôn đâu ra ba cô. Ở đâu ra ba cô. Thôi đi về, đi về. Thôi trả cái ly đi, ôm cái ly hoài. Cái uống không hết, không chịu trả luôn á. Coi cái mặt đó kìa. Con ho, con không ăn kẹo. Con ăn kẹo rồi. Ờ, con ăn kẹo rồi, bắt tay với bạn cái coi. Ừ, nó ờ, bắt tay làm quen. Chào bạn, hỏi bạn bán gì vậy? Bán gì? Con muốn mua cái gì, con muốn mua gì, con nói bạn nghe coi. Ừ, đi mua tiệm, mua sữa, con nói bạn cái gì, con kìa, con lấy sữa cua kìa. Lấy sữa cua. Rồi, kêu kêu bạn lấy cho con lấy sữa cua, con uống sữa cua nào. Lấy lấy lớp to á, kêu bạn lấy lớp to á. Lấy lớp to. Lấy bạn mua này nè. Ờ đúng rồi, lấy lớp to đó đó. Đâu có lớp màu cam, lấy màu màu màu. Anh cái sữa cua này có màu lớp bự và màu gì, cái màu vàng không anh? Không, có màu đó mà chứ. Rồi vậy lấy đỡ màu đó đi. Không, con lấy bánh làm gì kìa, bạn đưa kìa. Lấy cho em hai lớp này đi anh. Con ăn một miếng nè. Thôi. Kẹo chữ kìa. Kẹo chữ đâu? Cái này hả? Này là kẹo chữ hả? Kẹo. Rồi mẹ mua cho anh cái. Rồi mua cho một bịch thôi ha. Dạ. Rồi. Kẹo chữ. Rồi kêu đưa cho chú lấy cho con hai cái. Kẹo chữ CEO. Kẹo chữ CEO hả, phải không? Ờ đúng rồi, lấy CEO đó. Rồi. Cho chú bỏ bọc tính tiền đi, rồi đưa cái bịch kẹo cho chú luôn đi. Nè. Vậy đó, ui con có đựng chị nữa kìa. Rồi. Rồi. Rồi nó tấn công rồi. Đi sao con chưa dòm vậy hả? Nó tấn công rồi, nhà luôn rồi kìa. Rồi được rồi chú ơi. Rồi. Chú ơi. Chục ơi, chục ơi, đi ra con ơi. Chục ơi. Đây nè, chục. Thấy có bạn rồi. Ờ rồi con cầm cái chữ này rồi đi về. Rồi. Bán rồi. Thôi con cho gỏi kẹo rồi mình bắt kia nữa. Mẹ hết tiền rồi. Thấy mẹ hết tiền không?